Ban biên tập chương trình xin kính chào quý vị khán giả đã đến với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Chúng tôi liên tục cập nhật các ca mắc COVID-19 mới cũng như diễn biến của dịch bệnh hàng ngày. Hãy đăng ký theo dõi kênh của chúng tôi để nhận thông tin COVID cập nhật mới nhất. Hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Sau đây là một số thông tin mới cập nhật. Trước tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đã được kiểm soát, số lượng bệnh nhân điều trị tại các cơ sở y tế đang giảm sâu. Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sắp xếp hỗ trợ thủ tục để các cán bộ y tế trở về địa phương trước ngày 15 tháng 10. Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết đang lên kế hoạch phối hợp với các tỉnh Quảng Bình để tổ chức 4 chuyến tàu nghĩa tình đưa công dân tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê. Cụ thể, trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 10, mỗi ngày sẽ có 2 chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn và dừng tại ga Dĩ An, Biên Hòa đón người dân về quê. Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã có văn bản thống nhất với phương án đi lại giữa thành phố Hồ Chí Minh và 4 tỉnh lân cận. Tỉnh này đề nghị bỏ giấy nhận diện theo mẫu, chỉ cần nhận diện bằng văn bản trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp do Sở Giao thông Vận tải 4 tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh cấp. Mục đích nhằm giảm bớt thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian cấp do số lượng xe từng doanh nghiệp nhiều. Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn cho biết, vài ngày qua, lượng người các tỉnh thành phía Nam di chuyển về quê qua đường Hồ Chí Minh rất đông. Riêng hôm qua có hơn 4.000 người. Ông Trung cho rằng lượng người đổ về quê sẽ còn kéo dài 15 đến 20 ngày nữa. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố khác tổ chức đưa đón, thống nhất phương án xét nghiệm cho người dân, đảm bảo chu đáo, an toàn và đảm bảo yêu cầu về công tác phòng chống dịch COVID-19. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam đóng tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam cho biết anh Nguyễn Đình Phượng, 36 tuổi, ở xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đang được điều trị tại bệnh viện do gãy chân phải sau tai nạn. Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ xe biển số 72C0483 thông chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 và mời người điều khiển phương tiện lên làm việc. Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Lê Đình Duy, 24 tuổi, trú ấp Thuận Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải về hành vi đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự người thi hành công vụ và không đeo khẩu trang nơi công cộng. Thưa quý vị, sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật. Tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đã được kiểm soát, số bệnh nhân điều trị các cơ sở y tế đang giảm sâu. Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sắp xếp hỗ trợ thủ tục để các đoàn cán bộ trở về địa phương trước ngày 15 tháng 10. Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo cho nhu cầu phòng chống dịch, Chính phủ, Bộ Y tế đã huy động nguồn lực y tế từ các địa phương, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế và các cơ sở giáo dục đại học y dược tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Bộ Y tế, từ tháng 7 đến nay, nhiều đoàn công tác từ các địa phương đã cống hiến hết mình trên mọi mặt trận, từ dự phòng đến điều trị để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, số ca mắc mới COVID-19 giảm sâu, số ca bệnh nặng tử vong giảm ở mức rất đáng kể. Từ ngày 30 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ thị số 18 về việc tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Trước những diễn biến khả quan này, ngày 6 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký công văn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sắp xếp để nhân lực hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 được trở về địa phương công tác. Nội dung công văn nêu rõ, để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ viên chức y tế, đồng thời đảm bảo về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ viên chức y tế tại các địa phương, đơn vị, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Y tế, các cơ quan chuyên môn của thành phố và Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức bố trí sắp xếp và tạo điều kiện hỗ trợ thủ tục cần thiết để các đoàn cán bộ viên chức y tế của các địa phương, đơn vị hoàn thiện nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh được về địa phương đơn vị công tác chậm nhất trước ngày 15 tháng 10 năm 2021. Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết đang lên kế hoạch phối hợp với tỉnh Quảng Bình để tổ chức 4 chuyến tàu tình nghĩa, đưa công dân tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê. Cụ thể, trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 10, mỗi ngày sẽ có 2 chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn và dừng tại ga Dĩ An, Biên Hòa đón người dân về quê.
dự kiến khoảng 2.800 người, thuộc các đối tượng là phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng, học sinh đi thăm thân, người già bị mắc kẹt tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Các đoàn tàu sẽ về Quảng Bình và dừng tại ga Mỹ Đức, Đồng Hới, Hoàn Lão, Minh Lệ và Đồng Lê. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình sẽ chi trả toàn bộ chi phí vận chuyển và đồng thời tổ chức cách ly người dân khi trở về tỉnh theo quy định. Hôm 3 tháng 10 vừa qua, tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức đưa gần 700 người dân về quê an toàn. Toàn bộ hành khách thuộc đối tượng chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19 như trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh hiểm nghèo, cao tuổi. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã có văn bản thống nhất với phương án đi lại giữa thành phố Hồ Chí Minh và 4 tỉnh lân cận. Tỉnh này đề nghị bỏ giấy nhận diện theo mẫu, chỉ cần nhận diện bằng văn bản trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp do Sở Giao thông Vận tải 4 tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh cấp. Mục đích nhằm giảm bớt thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp rút ngắn thời gian cấp do số lượng xe từng doanh nghiệp nhiều. Bởi khi chờ cấp giấy, doanh nghiệp sẽ rất mất thời gian. Sở này đề nghị người dân lưu thông liên tỉnh thì thời hiệu tiêm mũi 1 vaccine dài 21 ngày thay vì 14 ngày và giấy xét nghiệm có hiệu lực 72 giờ thay vì 7 ngày như phương án mà dự thảo đặt ra. Như vậy, với phương án tạo điều kiện cho người lao động đi lại giữa thành phố Hồ Chí Minh và 4 tỉnh hiện còn chờ thêm tỉnh Bình Dương, Đồng Nai có ý kiến chính thức. Trước đó, nhằm tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu về quê, đón rước con lên thành phố Hồ Chí Minh học, đón người lao động, chuyên gia, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã gửi dự thảo phương án đi lại lấy ý kiến 4 tỉnh lân cận gồm Long An, Bình Dương, Tây Ninh và Đồng Nai. Do các tỉnh chưa thống nhất phương án đi lại cũng như chưa sẵn sàng tiếp nhận người dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về nên rất nhiều trường hợp người dân đi xe máy đến địa phận giáp danh các tỉnh phải kẹt lại các chốt. Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn cho biết, vài ngày qua, lượng người từ các tỉnh thành phía Nam di chuyển về quê qua đường Hồ Chí Minh rất đông. Riêng hôm qua có hơn 4.000 người. Ông Trung cho rằng, lượng người đổ về quê sẽ còn kéo dài trong 15 đến 20 ngày tới. Hiện nay, dòng người đi bộ rất đông vì họ nắm thông tin ở các tỉnh. Khi có đoàn người đi bộ, thì các đoàn thiện nguyện hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố bố trí phương tiện đưa dòng người đi bộ đó đi qua khỏi địa phận tỉnh mình. Ông Trung cho biết, tại chốt đèo Lò Xo cũng đang bố trí người sửa chữa phương tiện của bà con bị hư hỏng, bố trí xe chở cho bà con ra đến chốt Đà Nẵng. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn kiến nghị tỉnh hỗ trợ huyện để chăm lo tốt hơn cho bà con di chuyển qua địa bàn. Vấn đề này, ông Lê Chí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho rằng, bà con di chuyển qua địa bàn tỉnh thì tỉnh phải làm hết trách nhiệm của mình. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan có phương án chăm lo chu đáo cho bà con trong việc ăn uống, sửa chữa xe cộ hư hỏng cũng như là dẫn đường, bố trí phương tiện trung chuyển người, phương tiện để bà con bớt phần vất vả. Bộ Y tế đã có công văn về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với người về từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khác tổ chức đưa đón, thống nhất phương án xét nghiệm cho người dân đảm bảo chu đáo, an toàn, đảm bảo yêu cầu về công tác phòng chống dịch COVID-19. Chỉ đạo thực hiện cách ly đối với người về từ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An theo từng trường hợp cụ thể. Những người đã tiêm đủ vaccine, thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine COVID-19 của cơ quan có thẩm quyền hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, tính đến thời điểm về địa phương, có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19, thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, kể từ ngày về địa phương và luôn thực hiện thông điệp 5K. Đồng thời, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, quá trình cách ly nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định. Những người tiêm chưa đủ liều vaccine COVID-19, thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp, thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K. Đồng thời, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất và vào ngày thứ bảy kể từ ngày về địa phương. Những người chưa tiêm vaccine COVID-19 thực hiện cách ly 14 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K. Quá trình cách ly thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy và ngày thứ 14 kể từ ngày về địa phương. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam đóng tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam cho biết, anh Nguyễn Đình Phượng, 36 tuổi, ở xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đang được điều trị tại bệnh viện do gãy chân phải sau tai nạn.
Trước đó, 8 giờ sáng ngày 2 tháng 10, anh Phượng chở anh Nguyễn Đức Mỹ, 38 tuổi, ở xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, từ Bình Dương về quê, sau hơn 4 tháng mưu sinh. Hai anh em trong túi chỉ còn ít đồng tiền lẻ đổ xăng, mong sao về được đến quê. Sau 19 tiếng đồng hồ chạy đường chuồng, xe của anh Phượng không còn bám theo được đoàn, tụt lại phía sau. Đến khoảng 3 giờ sáng, xe chạy đến địa phận xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam thì loạng choạng rồi tông xuống con mương ven đường. Anh kể, cách đây hơn 4 tháng, hai anh em rủ nhau vào Bình Dương đi làm công nhân, nhưng chưa được bao lâu thì dịch bệnh bùng phát nên buộc phải nghỉ làm. Cả hai xin phụ hồ cho một công trình được hơn 1 tháng thì địa phương phải giãn cách xã hội nên đành bó gối trong phòng trọ suốt 3 tháng ròng. Gần 6 triệu tiền lương dành dụm không đủ chi tiêu, tiền thuê trọ. Được hỗ trợ 800.000 đồng nhưng cũng không thấm vào đâu vì riêng tiền nhà trọ cũng 1 đến 2 triệu mỗi tháng. Đầu tháng 10 nghe tin thành phố hết giãn cách, cho phép người dân ra khỏi thành phố. Hai anh em gói đồ rủ nhau chạy xe về quê. Trên hành trình về quê, cả hai gặp tai nạn khi mới chỉ đi được nửa chặng đường. Bây giờ lại mắc kẹt tại Quảng Nam trong tình trạng anh Phượng gãy chân phải, điều trị tại bệnh viện. Được biết anh Phượng đã ly hôn vợ và có một con nhỏ 6 tuổi đang ở với bà nội ở quê. Anh vào Bình Dương mưu sinh kiếm tiền gửi về nuôi con, nhưng dịch Covid-19 bùng phát, mất việc. Anh buộc lòng phải chạy xe về quê thì gặp nạn. Thấy hoàn cảnh thương tâm của anh Phượng và anh Mỹ, chị Nguyễn Thị Ly ở Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam đã kêu gọi mọi người hỗ trợ. Đến sáng nay, Hội đồng Hương Nghệ Tĩnh tại Quảng Nam đã trao 24,5 triệu đồng cho hai anh Nguyễn Đình Phượng và Nguyễn Đức Mỹ. Đây là số tiền đóng góp của người dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh hỗ trợ. Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ xe biển xanh số 72C0483 thông chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 và mời người điều khiển phương tiện lên làm việc. Trước đó, ngày 4 tháng 10, một người đàn ông điều khiển ô tô biển xanh 72C0483 hướng đi cầu Gò Găng qua xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 gần cầu Gò Găng, lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự công an thành phố Vũng Tàu ra hiệu lệnh yêu cầu người đàn ông dừng lại kiểm tra giấy tờ. Người đàn ông dừng xe giữa đường gây ảnh hưởng lưu thông cho các phương tiện phía sau, nên một cán bộ cảnh sát giao thông làm việc tại chốt đã yêu cầu lái xe tấp vào lề đường để tiếp tục làm việc. Sau một lúc cự cãi với cán bộ này, người đàn ông đã lên xe rồi chạy thẳng. Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đã truy đuổi hơn 1 km thì phát hiện ô tô nằm bên lề đường. Đối diện một công ty trên địa bàn xã Long Sơn nên niêm phong, đưa phương tiện về trụ sở công an thành phố Vũng Tàu. Trước đó, người đàn ông này cũng điều khiển xe biển số xanh trên đã bị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt lập biên bản vi phạm chỉ thị 16 do ra đường không có lý do chính đáng. Trong biên bản, người đàn ông khai tên TVT, 50 tuổi, ngụ tại thành phố Vũng Tàu. Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Lê Đình Duy, 24 tuổi, trú tại ấp Thuận Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, về hành vi đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự người thi hành công vụ và không đeo khẩu trang nơi công cộng. Theo Công an huyện Đông Hải, Lê Đình Duy làm công nhân ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Sau khi Bình Dương nới lỏng giãn cách xã hội, ngày 3 tháng 10, Duy tự ý từ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương chạy xe máy về đến chốt kiểm soát dịch bệnh số 7, đóng trên đường Quản Lộ, Phụng Hiệp, đoạn giáp danh giữa huyện Hồng Dân với tỉnh Sóc Trăng. Đến ngày 4 tháng 10, Duy được huyện Đông Hải đón về cách ly tập trung tại trường Trung học phổ thông Điền Hải, thuộc ấp Gò Cát, xã Điền Hải. Trong quá trình cách ly tập trung, Duy có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung này và không đeo khẩu trang nơi công cộng theo quy định. Làm việc với cơ quan công an, Duy thừa nhận hành vi sai trái của mình và hứa sẽ không tái phạm. Công an huyện Đông Hải quyết định xử phạt vi phạm hành chính Duy với tổng số tiền là 4,5 triệu đồng. Công an huyện Đông Hải. Bản tin toàn cảnh COVID sáng 7 tháng 10 xin được kết thúc tại đây. Hãy nhớ bấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của Báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế để có được những thông tin chính xác nhất. Kính chào và hẹn gặp lại.